Trong lúc toàn xã hội đang quyết liệt thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, thì tại thị xã Kinh Môn, công an thị xã bắt quả tang một cơ sở kinh doanh karaoke vẫn lén lút hoạt động với nhiều đối tượng sử dụng ma túy ngay trong phòng hát. Mặc dù đã có quy định dừng hoạt động của loại hình dịch vụ karaoke trong đợt cao điểm phòng chống COVID-19, nhưng trong quá trình tuần tra, Công an thị xã Kinh Môn vẫn phát hiện cơ sở kinh doanh karaoke Vạn Thành, địa chỉ tại xã Quang Thành, thị xã Kinh Môn, do ông Vũ Văn Minh, sinh năm 63, làm chủ, vẫn tổ chức cho khách đến quán. Tiến hành kiểm tra, tổ công tác phát hiện tại một phòng hát của cơ sở này có 5 khách sử dụng dịch vụ karaoke và một nhân viên phục vụ. Tiến hành test nhanh cho kết quả 5 trên 6 trường hợp gồm 3 nam và 2 nữ, độ tuổi từ 18 đến 37, dương tính với ma túy. Các đối tượng khai nhận đã sử dụng ma túy tổng hợp ngay trong phòng hát. Công an thị xã Kinh Môn đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.